Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị xem phim mọi người ạ. Thế nên là mình đã đặt máy và quay lại. Mình đi xem phim thế nên là mình sẽ phải đeo lens. Mình sẽ dùng kem nền của Zoom nha. Mình không dùng quá nhiều ấy mọi người. Tức là mình muốn cái lớp nền nó nhẹ nhàng nhất có thể. Kem nền Zoom nó sẽ là cái lựa chọn hàng đầu của mình. Bởi vì nó rất là mỏng. Khi mà mọi người dùng cọ ấy, mọi người có thể miết lúc ban đầu để cho nó dàn đều trên khuôn mặt ấy. Lúc sau đó thì mọi người sẽ dậm. Mọi người để ý những cái điểm đặt cọ của mình á. Nó cũng chính là những cái điểm sáng mà chúng mình cần làm sáng trên khuôn mặt luôn. Như thế thì nó sẽ tiện và mọi người sẽ không cần phải làm nhiều ấy. Okay. Mình dùng một xíu nha mọi người. Chắc là 1-2 giọt luôn á. Cũng sẽ còn tùy vào cái độ cover mà mọi người muốn. Ví dụ như mình là mình cũng không cần nó cover quá nhiều. Mình chỉ cần nó tạo một cái hiệu ứng căng bóng trên mặt là được rồi. Ở đây thì mình dùng cái che khuyết điểm này khá là nhiều. Và mình cũng đã nói với trong cái video trước rồi mọi người. Mình sẽ lấy ra tay này. Khi mà mọi người muốn cái hiệu ứng nó thật sự rất mỏng thì mọi người sẽ phải luôn phải lấy cái sản phẩm ra tay ấy. Xong rồi cho lên nha. Còn về loại cọ ấy, mình thấy mọi người hỏi mình rất là nhiều. Thì những cái cọ mình sử dụng ấy, chủ yếu là những cái cọ nội địa Trung. Nhưng mà giá cũng tầm trung á. Nó sẽ dao động tầm 500-600 nghìn. Cái texture của cái concealer lúc nào nó cũng sẽ dày hơn so với cả kem nền nha. Trừ khi cái kem nền nào rất là có cái độ coverage rất là cao. Những cái vùng rãnh cười và những cái vùng khóe miệng này nó sẽ làm mọi người già đi rất là nhiều. Bởi vì cái màu của nó không được đều ấy. Cái make up look của mọi người cảm giác được trẻ trung hơn. Thì mọi người phải làm sao làm được đều màu với vùng đó. Tất nhiên là bên cạnh đấy mọi người vẫn phải skincare thật là đều ấy. Mình sẽ dùng phấn phủ để vách lại cái vùng này một chút. Mọi người nhớ là mọi người xử lý xong hết màu nha. Hết tức là tất cả những cái vùng không đều màu trên khuôn mặt. Xong sau đó thì mọi người mới được dùng đến phấn. Khi mà mọi người dùng đến phấn rồi thì mọi người sẽ không được sử dụng lại những cái sản phẩm nó có cái texture về từ liquid hay là ẩm nữa. Nó sẽ làm cho mọi người cái lớp nền của mọi người bị trông như là bị ghét ý. Nó không mịn, nó không tiệp vào da, nó không tan vào da. Gần đây thì mình không có đánh khối mọi người ạ. Mọi người sẽ thấy là những cái video của mình hầu như là không có đánh khối nữa. Tại vì mặt mình nó bị hóp á. Thế nên là bây giờ mình rất là ít đánh khối. Như mọi người vừa thấy á, là mình không có đánh phấn phụ hết cái vùng này. Mình vẫn đang để nó hơi ẩm này. Nó vẫn đang hơi ẩm nha. Khi mà mọi người muốn đánh má bằng son thì mọi người cũng nên chọn những cái sản phẩm son có cái texture nó mỏng nhẹ, nó dễ blend với tan được vào da ấy. Còn nếu mà những cái sản phẩm nào nó khô quá nhanh ấy thì không tạo được cái hiệu ứng đẹp trên má đâu. Nó hơi ửng ửng lên đó mọi người thấy không? Màu son mình dùng là màu 511 của GC nha. Mọi người cũng đừng quẹt thẳng lên trên má nhá. Luôn luôn là phải blend nó ra xong sau đó thì mới apply lên trên má. Tức là nó không bị một cái vệt ở trên da. Không phải là cứ bôi lên là sẽ đẹp, không có chuyện đấy. Muốn biết thêm thì mọi người có thể xem những cái video cũ của mình. Mình hướng dẫn rất là chi tiết về việc đánh má. Bây giờ mình sẽ đi đánh lông mày. Trong khi chờ cái lớp nền của mình nó khô một chút. Của tôi như mọi người đã thấy rồi á, là nó bị thiếu phần đuôi này, nó bị đậm phần đầu này. Tất nhiên là cái khuôn thì nó cũng đã được vào nếp rồi. Tại vì tôi cũng đã rất chăm chỉ tạo khuôn cho nó. Hãy xem hết video này nếu như mọi người muốn có một hàng lông mày xịn sò nha. Tức là một cái chuốt lông mày lên. Chuốt hết lông mày lên cho tôi nha. Nhớ là đừng lấy vào cái nền.
chưa bôi cái gì nha. Cái này để làm cho mọi người cho nó vào nếp ấy. Dùng keo nha. Cái này là một kiểu bí mật, đấy là dùng cái keo gắn mi á, nhưng mà tất nhiên là loại keo trong nha, dùng để chuốt tất cả toàn bộ lông mày lên. Đây tôi sẽ đứng sát vào cho mọi người nhìn, chuốt nó hết lên này. Mọi người thấy chưa, nó đã vào nếp hơn rồi. Với một người lười tỉa lông mày như tôi thì nó vẫn hợp lý. Mọi người cần một cái bút, bút mà tôi hay bảo mọi người là dùng để kẻ cái bọng mắt á, theo cái đường lông mày chỗ còn thiếu thôi. Cái này thì mọi người phải luyện nhiều nha. Mọi người sẽ thấy là cái lông mày của tôi nó đã ổn hơn rồi. Tôi sẽ làm tương tự với cả cái lông mày bên này nha. Vì cái phong cách này rất là clean, thế nên là mọi người nên tập trung vào cái lông mày nhiều hơn. Mình bị lỗ mất xíu đây. Hơn sau đó thì mình sẽ đi lại một chút cho khuyết điểm. Chúng mình vẫn cần cái lông mày nó gọn gàng ấy. Trông nó có vẻ messy nhưng mà nó messy theo ý đồ của chúng mình ấy. Ok, mình mới xử lý xong cái lông mày rồi. Bây giờ thì mình sẽ đánh mắt. Mình sẽ sử dụng một màu mắt thôi. Mọi người có thể dùng phấn mắt, má hồng dạng kem này hay là son đều được nha. Khi mà mọi người đánh tất cả những cái dòng sản phẩm mà nó ướt ướt như này, thì có một lời khuyên chân thành cho mọi người, thì chính là đừng đánh vào những ngày quá nóng nha. Bên mắt dưới mình dùng cọ chứ không dùng tay, tại vì dùng cọ thì nó mới lên màu nha. Dùng tay là nó trôi một tí đó, nó trôi cả cái concealer lúc bạn mình đánh nữa. Mình dùng kẻ mắt từ cái bảng phấn nha. Kẻ rất là dễ luôn ý mọi người. Cả những cái phấn mắt mà nó dạng ẩm ấy thì nó sẽ đều hơi để lại nếp gấp, nhưng mà mọi người cứ kệ đấy nhá. Với cái cách kẻ phấn như thế này, mọi người có thể dùng vào mắt nào cũng được, miễn là nó đừng kiểu fallout quá nhiều ấy. Chấm này thì nó sẽ không bị chảy nước mắt. Kiểm đi trong này. Mọi người đặt ngang cái bút ra, đặt vào thế thôi, không cần phải chọc như này thì mắt mình nó sẽ bị một cái đấy là bị giật mình nhá. Cách kẹp mi mọi người gõ trên YouTube các thứ thì sẽ rất nhiều, nhưng việc đầu tiên đấy là phải làm sạch, phải lau sạch cái phần này cho mình, không được phép để cái mascara nó dính vào phần này nha, nếu không nó bị gãy mi của mọi người á. Mi của mình rất ngắn và mỏng như mọi người thấy nha. Mọi người nhớ cẩn trọng cái vùng này nhá, tại vì cái phần này nó sẽ chạm vào cái phần nền của mình á. Chúng phủ cho mình một chút phấn ở cái phần nền để nó không bị hỏng nền nhá. Đặt cái mi vào sát với cả cái phần bên dưới, cái phần đệm dưới này, lựa để đưa những cái sợi mi vào này. Không cần căng thẳng quá, không cần sát chân mi quá này. Cứ ấn nhẹ nhàng lựa mà nó hơi đau thì nhả nó ra nhá. Khi ok rồi không thấy đau nữa. Mọi người kẹp nó lại nhẹ nhàng xong rồi rơi tay ra đi thì cảm thấy là nó không vấn đề gì. Thì mới nhấc cái phần này lên và kẹp nha. Làm tương tự như vậy. Kéo nó ra này. Mình biết là cuộc đi chơi này hơi lồng lộn nhưng mà kệ đi, tại vì đang tiện hướng dẫn mọi người á. Khi mà mọi người gắn mi giả thì mọi người không cần chốt quá nhiều nha. Cái là cái mi chùm này và một cái là cái mi sợi. Thì tùy vào cái mi sợi này nó sẽ có một cái hiệu ứng tự nhiên hơn. Còn cái mi này thì kiểu nó sẽ chơi, nó quẩy hơn ấy. Thì tùy vào cái mục đích của mọi người có thể sử dụng nhé. Đã có một chiếc video hướng dẫn mọi người khá là kỹ về cái việc gắn mi rồi. Mọi người có thể xem lại video đó nhé. Vì là buổi sáng, thế nên là mình cũng không có gắn quá lồng lộn. Đó, đưa vào thôi mọi người. Nhớ là gắn đúng hướng cho mọi người.
Thì mi nó bị đổ á, mình sẽ chỉ gắn 4 sợi thôi. Thêm một chút má hồng nha. Này thì mình sẽ dùng má hồng này. Đây là màu 18 của Roman. Màu này của mình rất là thích. Mình nhớ là khi mà mọi người đánh má hồng bằng son bóng ấy thì phải tẩy trang kỹ là một này, và thứ hai là tán thật nhanh. Má ơi các bác ơi, tôi đang bị mụn rồi, trời ơi. Mình sẽ dùng màu 16 điểm base. Mình có màu son Capovini màu 13 rất là xinh. Kẹp để chống sẹp tóc. Đó, kẹp hoa tai đã nha. Một chiếc hoa tai kẹp này. Và gần đây mình rất là thích nốt ruồi ấy mọi người. Video này đã xong rồi và rất cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Mong là qua cái video của mình thì mọi người có thể có thêm những cái tip riêng để make up mỗi lần mà muốn sống ảo, hay là cái make up lúc mới mọi người có thể kiểu mix match lại với nhau ấy. Ok, bye bye, hẹn mọi người video sau nha. Love you, love you. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Bye bye, chúc mọi người sau. Love you.